Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Xuân Thiệu hiện tại đang ở quê rồi các bác nhé. Đó, chiều tối hôm qua thì Xuân Thiệu và em Sùng cũng mới về đến Lạng Sơn đây các bác ạ. Đó, mấy ngày vừa qua thì anh em có chuyến làm việc tại Cao Bằng. Do là Xuân Thiệu đang có một chút việc ở quê nên là anh em hôm qua đã về dưới quê Lạng Sơn rồi các bác ạ. Đó, hôm trước thì anh em cũng có đi từ đây lên Cao Bằng, không may là bị vi phạm và tí vi phạm giao thông ấy, nên là đã bị lập biên bản. Hôm qua thì Xuân Thiệu cũng mới về Lạng Sơn để xử lý cái biên bản của bác ạ. Vi phạm luật giao thông ấy. Đó, hôm nay thì vẫn đang ở quê nhà. Đó, em Sùng không biết là mẹ gọi hay vợ gọi đây. Gọi cho vợ. Gọi cho vợ à? Ông bảo là cái gì chứ? Hả? Cháu Sùng đến chào tất cả các bác ạ. Xin chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe. Cà cho anh cái mic để tâm sự tí. Với anh em hôm qua cũng mới về đến nhà của Xuân Thiệu thôi các bác ạ. Nhớ vợ lắm gì ạ? Cũng nhớ lắm rồi ấy. Nhớ lắm gì ạ? Được một thời gian khá là lâu. Thế nào chuyến đi Cao Bằng như thế nào? Đã. Em thấy rất là vui. Cực kỳ vui đi khi mà được đi học hỏi tham khảo rất là nhiều thứ anh ạ. Vợ em cũng vừa gọi ở nhà Lan có một tí câu chuyện. Vợ em gọi á? Vâng. Vợ để sắp đẻ hay như nào? Cũng không phải anh ạ. Vợ em bảo là ở nhà có chuyện rồi. Nhà em có chuyện á? Vâng. Bây giờ thì chắc là chỉ vợ sắp nổ trống rồi chứ có chuyện gì được. Cũng không phải, mấy hôm vừa rồi mẹ em về đến nhà rồi. Mẹ em về rồi á? Ờ. Nhưng mà mẹ về thì có chuyện gì? Muốn về thăm mẹ à? Không phải, mẹ em bảo là có nhớ nhà, nhớ vợ con, xong nhớ các con ở nhà, xong mẹ em về thăm nhà. Nhưng mẹ em về đến nhà thì mẹ thấy cái sàng chuồn bò nó to, nhưng mà cái sàng nó hỏng hết rồi. Thì mẹ cũng sợ con bò to nó dấp xuống, nó bị ảnh hưởng ấy. Thì mẹ em có đi mua được 6 cái tấm gỗ về. 6 tấm để mà làm chuồng bò, sàn chuồng bò á? Thì mẹ em nhờ không biết đi xe máy, mẹ em nhờ các chú đi chở cái tấm gỗ đấy về cho nhà mẹ em. Nhưng mà không may các chú bị đi quẹt vào ô tô á. Tức là các chú có một người chú ở đấy đó mượn xe người nhà người khác. Mẹ em cũng mượn xe cho chú ấy, biết đi xe thì chú lại không có xe. Thì mẹ em lại mượn xe của nhà cũng là một người chú ở đấy để mà cho thằng chú nhỏ nhỏ đấy đi chở gỗ về cho nhà em. Nhưng mà về đấy chưa đến nhà, không may nó bị quẹt vào ô tô á. Tức là quẹt vào ô tô người ta á? Tức là chở cái miếng tấm gỗ dài à? Tấm gỗ dài khoảng độ hơn mét thế này á. Thì bị đụng một tí vào cái ô tô của người ta. Thì mẹ em bảo là ô tô đấy cũng không phải là người ở trên đấy, là người đi du lịch, người ta đi qua không may bị chặn một tí vào đấy. Thì cái ô tô thì hôm qua mẹ em có gọi, em có hỏi thì người ta, mẹ em cũng bị bắt như kiểu đền một ít vào đấy rồi. Nghĩa là bắt mẹ em đền á? Cái người đi ô tô đấy, người ta chở mấy người khách du lịch ở trong đấy, chắc là không biết là taxi hay là như thế nào em không biết, không rõ, nhưng mà mẹ em bảo là đền 3 triệu rồi. Đền 3 triệu rồi cơ? Vâng. Tức là bảo cái chú ở gần nhà đấy là đi chở hộ cái tấm ván kia về. Về không may lại quẹt vào ô tô người ta. Vâng. Thế là người ta bắt đền. Vâng. Bắt đền bây giờ là nhà mình lại phải mất tiền. Thì đền hôm qua đền 3 triệu rồi. Đền 3 triệu rồi á? Thế mà người có làm sao không? Mẹ em bảo là xe nó lại không bị ngã, không bị làm sao á. Tức là cái gỗ nó chỉ quẹt vào đấy, là cái ô tô của nó bị gãy cái chốt cửa thôi. Gãy cái chốt cửa ô tô, cái cầm tay cần vào, cần dắt cần vào ấy. Tức là cái nắm tay nắm cửa ô tô người ta là quẹt vào đấy là nó bị gãy cái đấy. Vâng. Người ta bảo chú đến, mẹ em bảo là cũng tốt, không có nói nặng lời gì đâu, nhưng mà chú ấy bảo là chú cũng là người đi qua đây thôi, không may nó bị quẹt thì nếu mà ở dưới kia khả năng cao nó phải hơn chục triệu mới được cái đó của chú, nhưng mà người vùng cao thôi thì chú tạo điều kiện cho 3 triệu thôi. Thì mẹ em cũng không biết tiếng nhiều ấy, mẹ cũng nhờ đấy cả trường xóm đi xin cho, thì cũng người ta cũng bảo là đưa 3 triệu thì cũng được rồi. Thế nhưng mà cái xe máy thì nó lại không may đấy như thế. Xe máy á? Nhưng mà xe máy có bị hỏng không?
xe máy thì cũng không có ngã ngửa xuống, mà bởi vì nó có cả tấm gáng, tấm gỗ đó, nó nằm xuống thì cái tấm gỗ đấy nó giữ ở đây, xe máy thì nó không nằm liền ở dưới đất, vẫn đứng như vậy, người thì vẫn giữ chặt, không bị ngã, không bị làm sao. Thế nhưng mà không hiểu sao về nhà thì nó bị, không biết là xe máy nó bị hỏng ở đâu hay không, nhưng mà người ta bắt sửa như nào? Bác phải sửa hay là như thế nào em cũng không rõ, nhưng mà mẹ em bảo là không biết tiếng thì nhờ để em về nhà góp để mà xem sửa như thế nào. À, tức là bây giờ bảo là em về nhà để xem là sửa cái xe máy giả người ta gì? Thì mới gọi xuống để mà có về kịp không ấy. À, tức là vợ em vừa gọi xuống á? Thế thì gay rồi nhỉ. Nhưng mà không hiểu là đi chở cái tấm ván dài đi đứng kiểu gì lại quẹt ô tô người ta được á. Cái đường ở trên đấy thì đường đi lối lại thì nó nhỏ thôi. Nó cua ấy. Cái đoạn cua. À, vào cua á? Và cái đoạn cua lèo từ sang đây, thế này là nó không may, nó tích cò, nhưng mà cái đường nó hơi nhỏ nhỏ tí. Tức là chở cái ván nó dài ra, ván nó dài không tránh kịp đúng không? Không may là cái ván nó bị quẹt một phát vào ô tô thì nó bị đền 3 triệu rồi. Ôi dồi, cái này thì gai cho nhỉ, đi làm công cốc bao nhiêu ngày tháng còn chưa nổi 3 triệu, bây giờ đền mất 3 triệu thế này. Thế bây giờ cái xe máy kia người ta không biết hỏng nhiều ít mà người ta bắt mình mang đi sửa. Em cũng không rõ về vấn đề này đâu, nhưng mà cái hôm qua mẹ em cũng đi xin nhà chủ rồi, nhưng mà nhà chủ bảo là làm thế nào thì làm, nhưng mà cái xe máy đó mẹ em bảo là không thấy nó hỏng ở đâu cả. Có chú cậu em thì cũng biết đi xe máy, với cả cũng sửa nọ sửa kia thì cũng biết một chút thôi, bảo là biết, kinh nhiều thì không biết. Nhưng mà chú cũng bảo là chú cũng đi xe từng này tuổi rồi, chú thấy xe nó vẫn không thấy hỏng ở đâu cả. Điều là người nhà thì hai chú xem như thế nào, người không bị thương là tốt lắm rồi, thì hai chú cứ không sao thì tốt lắm rồi, nhưng mà nhà chú lại bảo là không biết là nó sửa ở đâu. Đấy, chú với bác phải đi sửa hay là đi đâu ấy, em cũng không rõ. Mẹ em bảo là bây giờ mẹ một mình ở nhà thì bố thì vẫn không về. Mẹ bảo là mẹ không biết tiếng thì cũng hơi khó, mẹ bảo là em phải về để mà xem là như thế nào để mình làm ấy. Tức là bây giờ là mẹ em vào về để xem là sửa xe giả người ta gì. Thế này thì ai hơn nhỉ. Đấy, cô bác ạ, mấy anh em ở Cao Bằng chắc cũng phải tầm 5-6 hôm nay rồi. Đấy, thì hôm qua anh em cũng mới về đến nhà của Xuân Thiệu đây. Thì Xuân Thiệu cũng có chút việc về để giải quyết đấy. Đó. Mấy hôm trước thì anh em có đi thì cũng chạy hơi tít tí cô bác ạ. Và là bị quá tức độ. Đấy, nên là bị lập biên bản. Đấy, sao người ta hẹn một tuần sau về xử lý. Thì hôm qua anh em cũng mới quay về để xử lý cái biên bản. Bị quá tức độ, mất cũng 8-900 gì đấy. Hôm qua Xuân Thiệu cũng mấy em Sùng cũng mới quay về Lạng Sơn để xử lý biên bản thì tiện về nhà luôn ấy. Thế nên sáng nay lại thấy em Sùng bảo như vậy. Thế thì ấy thôi thì cứ để xe người ta, nhưng mà cái xe người ta bây giờ ở nhà em hay là ở nhà đâu? Được, mẹ bảo là tối bị quẹt đấy thì người ta không nhận xe rồi. Người ta để chỗ nhà em, nhưng mà chả hiểu sao lúc nửa đêm nó lại gù gù xuống, nó lại lấy xe về nhà nó. Tức là bây giờ người ta là muốn mình mang đi sửa, nhưng chắc mà sửa hỏng đâu thì sửa đấy chứ. Thế chú em thì cũng có là cũng gọi là vào nghề sửa xe, chú cũng là cậu. Chú bảo là nếu mà hỏng thì chấp nhận mình sửa, nhưng mà cũng chú không thấy nó hỏng ở đâu cả, nhưng mà ở nhà thì hai người ở thế, như kiểu chủ cái xe đấy á, người ta cứ không ưa. Chưa hài lòng. Không hài lòng lắm. Nhưng mà cái xe đấy thì cũng em ở đây, cái xe đấy thì cũng mới mua. Xe nhà nào người ta mới mua? Thì chắc là xe mới mang đi chở, chắc là nó ngã như thế, chắc là nó xước xác á. Tại vì tránh làm sao được, một khi đang ngã thì xe mới xe cũ kiểu gì nó chả xước xác tí. Chắc xe là người ta thấy xe xước xác thì người ta sốt ruột thôi. Tức là cái xe đấy là mẹ em đi mượn cho người khác đi chở. Chứ không phải là xe của người đi chở đấy. Đúng rồi. Thế là bây giờ người đấy bao quyền thì mình lại phải chịu. Thì người mình cũng nhờ đến công sức người ta mà để mà đi chợ hộ. Mình đã phải có trách nhiệm tất cả rồi. Đúng rồi. Không may nó xảy ra. Không may nó xảy ra vậy, nhưng mà anh chú kia thì cũng có xin qua, xin đi xin lại, mẹ bảo cũng xin nội xin kia rồi, nhưng mà chú kia vẫn đòi vẻ là bây giờ là phải bảo em về để sửa xe cho giả người ta. Bảo em về để xử lý cái việc này. Em thì không biết là phải đi về sửa hay là cái như thế nào, em cũng không rõ anh ạ. Cái này thì gai to nhỉ. Thì cứ bảo mẹ nhá, bây giờ mẹ vẫn ở nhà.
Mẹ em bảo là về được có 2 3 hôm để lại lại phải xuống bởi vì nhớ nhà quá, về thăm nhà thôi. Ồ, về thăm các cháu thôi gì? Thì mẹ em bảo là nếu mà khi nào có gì thì về nhà hay gọi điện cho mẹ hay là như thế nào ấy. Nhưng mà mẹ em bảo là hôm nay lại đi xuống rồi hay sao. Hôm nay là đi xuống chỗ làm á? Mẹ em bảo là bây giờ không may nó bị quẹt như thế, mẹ cũng mất 3 4 ngày công đấy rồi, thôi mẹ lại đi xuống để mẹ làm tiếp, chứ còn ở Rồi nhà thì cũng bị nó bị kia nó nhiều lắm. tức là cái sàn chuồng bò là nó hỏng hết rồi, bây giờ Cái có gỗ nó lâu lâu lắm rồi anh, nó mục à, nó mục hết rồi, nó bây giờ con bò là muốn lấy gỗ mới về để thay cái tấm kia đi gì. để con bò nó an toàn Thế về không may lại va quẹt như thế. Ê, ấy. người không sao là may rồi, tiền không kiếm hôm nay thì mai mình kiếm, sợ nhất là những cái va quẹt đấy, người nó bị đau ở đâu thì lại không làm thì thôi. Nhưng mà cái xe của chủ đấy nó mới mua, nó bảo có mua 24,5 triệu. Xe xe mới, đời xe mới này, nó bảo xe của chú mới lắm, chú cũng chưa từng ngã đâu, nhưng mà các chú không cho mượn thì không đúng, mà cho mượn đi, các cháu nó làm như thế này rồi thì cháu về để cháu xử lý cho chú cái này. Thì cứ bảo ông ấy bảo là thì chú cứ bình tĩnh ở đấy đã, xong rồi 1 2 hôm nữa cháu về thì cháu sẽ xem là nó hỏng đâu thì sửa đấy rằng người ta thôi. Thì chắc là người ta kiểu như là mượn cái xe mới, người ta chắc là va quệt như thế nó sức sẩu thì người ta thấy xót xe người ta bảo thế thôi. Em không biết là phải về giải quyết như thế nào, nếu mà mẹ em ở nhà mẹ em cũng giải quyết không được thì em về cũng chả không biết là có làm được gì Ồ, như không. đâu mẹ em nói không biết tiếng hay là nói nó không biết nói thì người ta lại không hài lòng á. Ví dụ mẹ em về em giải thích cho người ta tí thì không may như thế thì cứ xả sửa xe giả người ta thì để người ta hài lòng đi thôi, chứ bây giờ mượn người ta đi làm cho mình thì nó chẳng may nó va quệt như thế thì biết làm thế nào được, thì hỏng đâu thì sửa đấy thôi chứ. Chú ấy cũng cũng nói năng ở nhà thì cũng nói năng nó nọ hết rồi anh ạ, nhưng mà chú ấy bảo không được, bây giờ người khác thì chú không không biết mấy như thế nào, bởi vì người chú đây không có học, không biết tiếng nữa, Không biết nó tiếng cũng á? khó ấy, nó chỉ biết là xe chú là rất là mới, là chú chưa từng ngã, chú đi chân trượt mọi thứ là chú còn phải dắt tay cơ, không phải là ấy. Hay cháu mẹ cháu nó không may nó bị quẹt như vậy thì cháu về nhà gấp để sửa, chú còn được có xe máy để đi. Ôi trời, bây giờ vẫn đi được chứ. Ủa thế không sao đâu. Thế thì nếu nếu tinh thần như thế thì hôm nay về Lạng Sơn rồi thì cứ nghỉ ngơi ở đây cho nó ấy, xong là anh em mình lại về thẳng Hà Giang thôi. Về để xem là câu chuyện như thế nào. Để về này là bởi vì người chú này em cũng ở đấy cũng có một chút gì đó hơi hơi khó tính, À công thế nhận là là chú này cũng hơi khó tính ôi, thật. ông đấy khó tính á. Thế này thì đúng là đi làm cả năm cả tháng mới được có mấy triệu, là đã lại bắt đền ô tô người ta mất 3 triệu còn nói chuyện gì Đúng đó. rồi. Nhưng mà thôi thì cái va quệt thì nó không may thôi em ạ, người cứ không sao là tốt rồi. Đấy, cứ người lành lặn là tiền không có thì mình lại kiếm sao vậy. Đấy, cho đó là cái tai nạn, cái điều nó không xảy ra với mình nó không may đi Rất đấy. rất là may là chú nhỏ đấy, nó cũng gọi là hơn hơn em 1 2 tháng ấy, cũng gọi là học cùng nhau. Thì nhưng mà không, rất là may chú ấy lại không bị thương ở đâu. Đấy. Chú chỉ gọi là đang giữ vững xe như thế này. Quệt 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 Không may đi mà. hẳn hoi xem nào. Xin chào đấy. Hai cháu đi học về thôi. Thế sao không đội cái mũ vào nhỉ? Hả? Đấy, hai cháu nhà Xuân Thiệu mới đi học về rồi các bác. Hôm qua thì 8 giờ tối anh em mới từ gọi là mới về đến Lạng Sơn, nghĩa là về từ 2 giờ chiều hôm qua thì anh em bắt đầu xuất phát từ các bạn về. Đấy, thì cũng về xử lý công chuyện tí, nhưng mà về đến đây em Sùng lại 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 nói như thế, tức là hôm qua mới bị đúng không? Bị có chiều hôm qua mới bị, bởi vì chiều hôm qua thì có gọi nhưng mà anh em mình đang đi đường ấy, em không nghe được máy. Thì lúc sáng nay mới Sáng nay mới gọi lại. sẽ mới gọi lại ấy. Ồ. Thì mới biết là nó bị như thế. Thế nhỉ? Gầy ư? Được rồi, không sao đâu. Nhá. Thế thì cứ hôm nay đã về đấy để chơi nghỉ ngơi 1 2 ngày hắn về. Chuyện nó cũng xảy ra rồi thì cũng chả có cái gì đâu. Bây giờ bao quyền thì cũng đã đền người ta rồi. Bây giờ còn cái xe máy thì cứ bảo người ta đi làm các thứ thì đi thôi. Thì mình về xem nó hỏng đâu thì sửa đấy rằng người ta là được mà. Không phải lo lắng đâu. Không Đấy, biết là sau cái chuyến này về có bạn sau chuyến này về thì nếu mà không có cái chuyện của Xuân Thiệu hôm trước vì vi phạm cái giao thông ấy thì cũng không về đâu, nhưng mà cũng vẫn phải về để xử lý cái biên bản, nên là anh em hôm qua mới về đó. Dự định là anh em chuyến này có lên Cao Bằng thì cũng ở thêm 1 vài ngày nữa thì sẽ về Hà Giang. Đấy, thế nhưng mà em lại nói như vậy thì có chuyện ở trên nhà thì chắc là
Nay hoặc mai thì anh em sẽ Hà Giang thẳng tiến thôi, để xem là về trên đấy em xử lý cái công việc dạng người ta, với lại một hai nữa cái chương trình ở trên đấy có bác ạ. Bây giờ cái bể nước của bà con ở bản biệt lập bây giờ cũng đã xong rồi đấy, về thì Xuân Thiệu cũng sẽ lại bàn giao ít tiền cho bà con để mà đi giả vật liệu ấy. Từ ngày Xuân Thiệu mấy em Sùng sang Cao Bằng thì bà con cũng đã gọi là xây chát gần xong rồi, nhưng mà cũng chưa hoàn thiện được hết ấy. Nên là anh em cũng đi như vậy thì cũng không ở đấy trực tiếp chia sẻ được nữa. Thì cũng vừa thấy anh em thợ người ta gọi cho Xuân Thiệu và hiện tại cái công việc ở đấy đã xong rồi đấy, đổ nắp các thứ rồi. Thì dự định Xuân Thiệu là cũng ở Cao Bằng một hai hôm nữa để mà chia sẻ giúp những hoàn cảnh ở Cao Bằng, sau đó thì anh em sẽ ngược về Hà Giang để bàn giao những cái khoản tiền và nghiệm thu cái bể cho bà con ở bản biệt lập để đưa vào sử dụng các bác ạ. Đó, ở bên Cao Bằng này thì Xuân Thiệu hiện tại đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở đó, thì nếu ông bà có bác nào có giúp những bà con ấy thì cũng có thể là liên hệ lại với Xuân Thiệu nhé, gửi những phần quà hoặc là những khoản tiền cho những hoàn cảnh ấy, thì để hôm nào Xuân Thiệu lên Hà Giang vài hôm nữa, công việc ở trên đấy nó ổn định thì cũng lại quay về Cao Bằng một thời gian để mà chia sẻ giúp đỡ bà con ở bên Cao Bằng các bác ạ. Đấy, hôm nay thì phải nói là thời tiết khá là nắng mát mẻ. Đấy, nhưng mà em Sùng hôm nay có vẻ nghe câu chuyện nhà gọi đến như vậy thì cũng không được vui lắm rồi. Thế nhưng mà không sao nhé. Thì mai kia anh em mình lại về thôi. Anh ạ, được. Một cái nó rất là khó ở đây là nó không biết tiếng làm cái gì, nó cũng không thuận tiện lắm. Đúng rồi. Đương nhiên là giải quyết cái gì nó cũng hơi khó một tí. Đừng lạnh lại gặp cái điều không may như thế. Thế là hôm nay là mẹ lại đi xuống công ty rồi. Đúng rồi, mẹ em hôm nay chắc lại xuống rồi. Từ sáng xuống thì khả năng cao là chiều. Hôm nay chiều là sẽ đến Hà Giang thành phố mọi thứ ở đâu em cũng không rõ lắm, bởi vì mấy cái đường này nó đi nhiều khi nó chuyến xe buýt này, xe khách này là nó lằng nhằng. Đấy, đây này các bác, vườn rau nhà Xuân Thiệu đây. Đấy, mỗi thứ tí của bác ạ. Ở đây rất nhiều loại rau nhá. Đấy, đợt trước cũng lấy ít hạt giống rau cải mèo ở trên đấy về gieo đây, nhưng mà hình như là nó không phù hợp với sao, nó cũng không thấy lên đây này. Còn nhỏ nhỏ đấy thế. Còn cái này là cải cuốn với lại cải ngồng. Đó. Củ sả, củ xiếc, chung là ở đây mỗi thứ tí. Để rồng làm rau ăn thôi. Thế đi vào đây ngồi uống nước đấy. Hơi nóng nhỉ. Hơi nắng tí. Đấy. Đấy, đây này. Có cây bưởi, cây bông đây này. Biết quả bông nhưng chưa biết cây phải không? Đấy. Ở đấy có mấy quả nhưng mà mấy quả này khả năng con gì nó đốt rồi. Nó đốt nó vàng này, thế này là nó gần rụng rồi đấy. Quả này thì chưa ăn được đâu, tại vì cái loại bưởi diễn này nó phải gần Tết kia. Bây giờ thấy cái quả nó vàng óng thì mới được, nhưng mà quả này khả năng là bị vàng cái này, con gì nó đốt rồi. Bình thường nó phải xanh cái này mới được. Thế này. Kiểu mình không bóc được ấy. Đấy, đây là cây bưởi diễn nhá. Đấy. Chưa biết quả bưởi thì đây là cây bưởi diễn. Em thấy ở đây trồng cây quả cái gì nó cũng tốt nhỉ anh nhỉ? Đất ở đây thì nó không cằn như ở đất trên Hà Giang. Ở đây thì trong mọi thứ đây này, nhà anh cũng trồng ít búi xả này, cây cà tím này. Đấy, ngày xưa ở chỗ này anh cũng trồng cây mướp với lại cây su su ấy. Nhà bây giờ nó hết vụ rồi, bây giờ năm nay không trồng được. Ở đây em thấy trồng cái gì nó cũng được nhỉ? Đấy, lên đây để ngồi nói chuyện trong dâm tí nhỉ. Đúng là mình đang đi làm khảo sát rất nhiều nơi, rất nhiều thứ, nhưng mà ở nhà thì lại không may thế anh ạ. Làm thế nào được, cái chuyện đấy chuyện không may thôi mà. Đấy. Đấy, anh hám trà xanh này uống. Anh em mới ở bên Cao Bằng được một dạo thì đang mọi việc đang bắt đầu ổn dần. Em thấy chuyến đi này em thấy cực kỳ vui và học được cực kỳ nhiều thứ luôn anh. Học được cái gì nhiều rồi? Ôi anh ạ, học ở đây em thấy về cái đi đâu hoặc là nói ở đâu mình cảm giác như là tự tin nói được hơn đấy. Như là em thấy ở đây với cả ở trên đấy nó có nhiều cách nó khác biệt xa lạ cực kỳ luôn. Đấy. Cũng gọi là biết một chút rồi, hay không như ở trên bản nữa. Trước kia thì xuống đây thì ngô. Xuống đây ngô. Người ta bảo mình ngô.
Đấy, trước anh Sùng cũng xuống đây một vài ngày rồi, chúng ta cũng biết nhà cửa Xuân Thiệu rồi, cũng không phải giới thiệu cho em nhiều nữa. Đấy, Nhưng mà đền em về là khả năng là phải ấy hơn. À. Em công nhận là trước khi em xuống xuống đây ấy, mình không biết đây biết đó là nó là một cái gì đó nó rất là xa rất là lạ, nhưng mà xuống được một thời gian rồi đi nọ đi kia được là em thấy cũng gọi là quen quen đấy, quen dần dần thôi. À, phải quen chứ, ra ra ngoài nó phải biết môi trường, biết đây biết đó. Đấy, đi xuống như ở Lạng Sơn quê anh này hoặc là đi sang Cao Bằng đấy chẳng hạn, thế có những cái mà nó cần phải học hỏi thì mình cứ phải học hỏi về xong là áp dụng vào cuộc sống của mình ở trong bản. Đấy, ví dụ như ở dưới xuôi bọn anh đây này, dòng cây gì hay làm cái gì để nó phát triển được này, mai mốt ví dụ làm nhà làm cửa làm cái bếp các thứ thì mình cũng phải nên học hỏi, không phải mình đi nhìn thấy thế này là mình về mình lại vẫn theo cái lối cổ của mình ngày xưa đâu. Tốt nhất là mai mốt thì em về em làm nhà làm cửa, mai mốt thì cũng thay đổi một tí, có thể làm những cái nhà anh thấy ở đây làm những cái ngôi nhà như là nhà cấp 4 đơn giản bình thường này, nó nhìn rất là đẹp đấy. Đi đường anh cũng chỉ là đây cái ngôi, những ngôi nhà cấp 4 bình thường ấy. Nếu mà về làm ở trên bản thì nhìn nó khác lạ, nó khác với cái ngôi nhà của bà con ở trên đấy là nhìn nó đẹp mà. Mình cứ làm ra không cần nhiều, ít hơn 2 phòng được rồi, xong làm cái phòng khách thì bỏ cột kèo đi, nhìn cái nhà nó không cần rộng rãi lắm đâu mà, quan trọng là nó gọn gàng, nó ngăn nắp là được. Đấy, không cần thiết phải làm như kiểu bà con là nhằm nhà gỗ là cứ rộng thênh thang ra đâu. Em xuống đây em thấy những cái căn nhà mà các anh nhà làm dưới này em thấy nó rất là bình thường, rất là đẹp luôn. Ở trên đấy nó có cột thì mình đi, mình thấy có thể rộng rộng thật, nhưng mà lôi tất cả mọi thứ vào trong nhà rồi thì nhìn thấy căn nhà nó cũng cực kỳ hẹp luôn đấy. Đúng rồi. Ví dụ làm cái nhà bếp đây này, như cái nhà bếp nhà anh này mình cũng có thể làm cái dạng nhà cấp 4 nhưng mà mình chia tách ra. Đấy, ví dụ như này, một ngăn mình làm cái đun củi cho bếp riêng. Đấy, xong là đổ một cái thế này là mình chia tách ra. Bên này thì nó cũng không ngắm khói ra, nhìn nó vẫn sạch bưng cái này này. Đấy, thấy không? Thấy rồi. Anh đun hàng bao nhiêu năm này nhưng mà bên này nhà nó vẫn còn sáng mới, sơn si vào nhìn nó vẫn sáng mới. Chỉ có cái góc đun bếp này là nó thành thành một cái tum cao lên là nó vọt lên như này thôi. Làm một cái chỗ để khói nó ra. Đấy, bên này nó chỉ ám màu hóng thế này mà. Đấy. Ở dưới thì mình có thể đun bếp củi xong là để cái khói nó đỡ lan ra khắp nhà. Đấy, xong là mình có thể có điều kiện làm cứ bệ bếp ga các thứ nó ra như thế này, sau đó là làm cái bếp ga với bếp lửa, nghĩa là nó về một góc. Mình cứ làm thế thôi, mai mốt có điều kiện mình sắm sửa được chứ sao. Đấy, còn riêng về những cái nhà bếp thì cứ nên thay đổi đi em ạ, làm nó đừng đốt đun củi ở trong nhà nữa. Đúng rồi. Đấy, như ở trên đấy anh thấy là làm cái nhà cái đun bếp ở trong nhà dần dần là nó sẽ mò hóng này, từ cái giường nằm này rồi từ bất kể thứ gì ở trong nhà cái nhà nó đen thù lùi hết. Đúng rồi, nó lại dần lên cái ống khói nó lên nó đen, là nó sẽ đen dần lên trên nhiều cái ống khói đen nó rơi xuống là nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Đấy, đây nhà bếp của anh này cũng tương đối là rộng rãi, sau đó thì có điều kiện thì chát chít sơn si vào nó vẫn cái sáng sủa thế này mà. Anh dùng cái bếp này mấy năm nay, từ ngày làm nhà cũng phải 2-3 năm nay nhưng mà nó vẫn còn sáng thế này, kiểu mỗi cái bên đun bếp này thì không thể tránh được khói nó ám thôi. Nó vẫn còn đen đen như này đỡ lan khắp nhà. Đúng rồi. Mình cứ làm cái tùm ra, làm cái tùm ra xong là làm cao một tí để nó thoáng. Đấy, nhiều nhà anh thấy ở trên đấy làm cái tùm nhưng mà cái đổ làm cái ngăn này này nó thấp quá, người đi lại khéo ở cộc đầu. Mình phải cúi xuống này làm đi. Cao giáo này đi lại cho nó được thoải mái. Đấy, thế nào mà được rồi. Em về trên nhà là nếu mà mấy mốt sau này em có đủ điều kiện để làm em sẽ không làm như ở trên đấy nữa đâu, chắc chắn luôn. Nói được phải làm được. Không bảo bây giờ đi ra ngoài học hỏi được những cái nét văn minh về lại vẫn theo cái lối cổ là các ông bà các bác là không thích đâu. Bây giờ em gọi là có thể là chủ của một người bố cảm nhận được một người như vậy em sẽ làm được luôn. Bây giờ việc của mình quyết thôi chứ. Đúng còn rồi. Làm nhà cho mình ở mà. Ông bà thì cũng tham gia thì cảm ơn các ông bà thôi, nhưng mà mình cứ bảo là thôi các con đi học hỏi được những cái thứ rồi mọi cái này về để áp dụng vào cái cuộc sống của mình để nó thay đổi đi. Thì nó mới tiên tiến được em ạ. Đúng rồi. Chứ còn theo cái lối của các cụ thì là nó cũng được thôi, nhưng mà để mà nó không tiến bộ được ấy. Đấy, từ nhà ở cái trước tiên là mình phải thay đổi từ cái nhà ở đã. Vâng. Đấy, sau đó thì cuộc sống mình thay đổi dần dần. Vâng. Đấy, mình đi thế này không phải là mình đi làm không đâu, mình cũng phải học hỏi những thứ tốt vào mình đấy.
nhiều người để mà muốn được đi học hỏi thế này nhưng mà cũng cực kỳ khó. Em là rất là có duyên với các anh luôn đấy, Ờ. anh công nhận một điều như vậy. Đúng rồi. Đấy. Được đi các anh chở đi này, đấy, được ăn uống này, rồi được học hỏi rất là nhiều thứ đó. Đấy, từ từ cái lối ăn uống thôi em cũng gọi là từ trên đấy xuống xuống đây gắt ăn còn mình còn ngại, thấy thấy như kiểu ui lạ thế nhỉ. Trên đấy chỉ làm cái thìa Thế nhưng mà em thấy được sống với các anh được một thời gian khá là lâu này, em thấy em làm được cái điều đó. thôi đúng không? Đấy, mình phải nên phải ăn bát ăn đũa mỗi người cái ăn nó lịch sự đấy, nó không phải là dùng một cái thìa cứ ăn như thế đâu. Thì nói chung là bà con ăn mèn mén này cứ thìa thì nó tiện hơn thôi, chứ còn À, cái mềm mén thì dùng đũa để gắt thì lại lại khó vơ, không không gắt được. Lúc mà em đi với các anh này em biết rất là nhiều thứ, ví dụ như nhà nghỉ này, khách sạn này, nhà nhà hàng này, Anh già đấy, làm cho em mở mang tầm mắt luôn. dồi, mấy ngày vừa rồi anh em ở Cà Bằng thì cũng thường xuyên đi nhà hàng ăn này, đi nhà nghỉ để nghỉ trọ các bác Nhiều, ạ. rất là nhiều thứ Rất là nhiều thứ. đấy. Các anh có cảm giác lần đầu em đi vào khách sạn ôi Hoang mang. Không nghĩ nó lại đẹp như thế đúng không? ấy, vào cái cổng chào của nó thôi mình đã thấy như là choáng Chẳng rồi rồi. hả? Đấy, chưa kể đi vào đó nó có những cái món ăn rất là ngon, Rồi. rất là thích. Thế thôi, bây giờ cứ nghỉ ngơi xong là chuẩn bị nấu cơm tới nghỉ ngơi. Đấy. Đã về đây thì nghỉ ngơi thêm 1 2 ngày chứ. Việc thì đã như thế rồi, bây giờ mọi việc nó gần như là đã giải quyết xong rồi, bây giờ về chỉ xem cái con xe người ta nó hỏng thì mang đi sửa cho người ta thôi. Mấy khi Nhưng về mà đây nhé, đợt này về đây là cũng không biết là lúc nào mới quay về đây được đâu, kể cả bây giờ anh em quay lên Hà Giang thì chắc là cũng phải một dạo thì mới sang Cao Bằng được, ít nhất là phải tầm đôi tháng nữa thì mới về đây về về được ấy. nhưng mà sợ chú lại dồn lên nó hơi khó một chút. Đấy, nếu mà để xem một tí em hoặc là một tí nữa hoặc là tối đi khả năng như thế nào em sẽ gọi cho chú xin bảo chú trực là 1 2 ngày thì được, còn nếu mà chú cứ dồn như vậy là em cũng rất là khó cho. Không sao, cứ bảo chú bảo là chú cứ yên tâm đi. Thế thì cứ bảo mang chú mang cái xe đi sửa hết bao nhiêu tiền thì hôm nào về cháu giả cho nó vừa ý vừa lòng chú. Nhưng mà chú lại không biết tiếng cơ, Mới khó là tiếng chú không biết tiếng. thì em nói tiếng với chú là được, có gì đâu. Nhưng mà ở trên đây cũng có rất là nhiều các thợ sửa xe người ta biết tiếng đâu, nhưng mà chú bảo là xe của chú rất là mới, sửa là phải vào thị trấn, nó không phải là sửa ngoài đường đâu cháu ạ. Khiếp thế cơ mà ngang vẹn vạ. Thế thôi nhỉ, bây giờ mình nghỉ ngơi thôi. Đấy. Anh em cũng mới về Lạng Sơn này, bây giờ cũng nghỉ ngơi tí các bác nhá, để chuẩn bị nấu nướng đó. Tình hình nếu em Sùng cũng sốt ruột như vậy thì khả năng là mai hoặc là ngày kia anh em mình sẽ lên thẳng Hà Giang, tại vì hôm qua anh em mình cũng về đấy thì cũng ít nhất phải nghỉ ngơi tầm ngày thì anh em mình đi được, đi đường xa này ấy. Đấy, khả năng là như thế nhá, cái tinh thần thế thôi. Đấy, còn hôm nay thì cũng về đến Lạng Sơn thì em Sùng cũng có câu chuyện như vậy, thì Xuân Thiệu cũng chia sẻ lên một cái tập phim ngắn ngắn cho mọi người cùng biết về hiện tại của em Sùng đó. Cũng không may là mẹ em về nhờ người đi chở cái tấm ván về làm sàn trồng bò thì lại va quệt mấy người ta, lại mất cả thêm tiền nữa, bây giờ lại còn người ta lại còn bắt sửa xe nữa, thì cái việc không may nó xảy ra thì cũng chả biết là giải quyết như thế nào được quá ạ. Thôi thì bây giờ thì có lẽ là anh em cũng đi nấu cơm ăn thôi. Đấy, có lẽ là cũng khép lại cái video ngắn này thôi, cũng hẹn gặp lại ông bà ở những tập phim lần sau thôi.